Vụ việc bệnh nhân 1347 sau khi tiếp xúc và bị lây nhiễm COVID-19 từ bệnh nhân 1342 rồi tiếp tục lây sang cho hai người khác đã cho thấy rõ ràng vấn đề chủ quan của người dân là rất đáng báo động. Tiếp xúc trong mùa dịch mà không có bất kỳ sự phòng bị, dường như là chúng ta đã quên rằng dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới. Tiếp xúc dễ dàng với bệnh nhân 1325 trong khu cách ly không bảo hộ. Tiếp xúc với bệnh nhân 1347 ngay khi đang phải tự cách ly cũng không có bảo hộ. Thậm chí bệnh nhân 1347 vô tư đi rất nhiều địa điểm mà cũng không có khái niệm cần phải sử dụng khẩu trang dù mình tiếp xúc với người đang có nguy cơ. 852 ca F1 của 4 ca bệnh, hàng nghìn học sinh, sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh phải nghỉ học, các chuyến bay thương mại phải tạm dừng. Đây chính là hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân sâu xa nhất, đó chính là sự chủ quan. Chủ quan cho rằng mình sẽ không mắc bệnh, chủ quan trong ý thức phòng dịch. Đáng nói sự chủ quan này đã và đang tồn tại ở đại bộ phận người dân. Cứ sau một thời gian thì chúng ta lại chủ quan. Có thể ở đây nói là vừa là ý thức, vừa là kiến thức, vừa là kỹ năng. Thế làm thế nào để có ý thức? Thì chúng ta phải hiểu rõ rằng cái này bản chất của nó là tiếp xúc gần. Đó là lây nhiễm bằng những giọt bắn, có nghĩa là tiếp xúc gần trong vòng 2 mét là chúng ta đều coi như đấy là một nguy cơ rất lớn. Nhưng tiếp xúc gần mà lại đeo khẩu trang tất cả có phòng hộ thì vẫn là tốt, thì vẫn có thể đảm bảo được, tức là rất là chủ động. Nhắc lại câu chuyện ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây, sai phạm về quy định cách ly thì đã rõ. Nhưng nếu những người tiếp xúc với người có nguy cơ và đeo khẩu trang, ý thức phòng dịch, có lẽ dịch đã không thể lây lan ra cộng đồng. Cần nhấn mạnh rằng, việc đeo khẩu trang và rửa tay vẫn là một trong những biện pháp phòng dịch dễ dàng và hữu hiệu nhất đối với SARS-CoV-2. Trường hợp chúng ta tiếp xúc cùng nhau mà đeo khẩu trang thì yếu tố nguy cơ gần như là không có. Khi mà đeo khẩu trang ngoài bảo vệ cho chúng ta thì còn bảo vệ cho người tiếp xúc với chúng ta nữa. Cho nên cái chuyện mà đeo khẩu trang ở nơi công cộng cũng đã đưa vào trong cái chỉ định bắt buộc. Bài học từ thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự chủ quan đã dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào. Có lẽ người dân cần phải ý thức hơn nữa về vấn đề phòng dịch, không chỉ cho mình mà còn cho cả cộng đồng. Bởi mọi nỗ lực của chính phủ cũng sẽ không thể thành công nếu thiếu sự chung tay từ chính nhân dân.